Vụ đầu tiên mỗi người sẽ livestream trong vòng 5 phút. Nếu ai có 100 lượt xem, người đó sẽ được một ly cà phê buổi sáng. Rồi. Giờ này hả? Giờ này Việt Nam fan mình nó ngủ hết trơn, không là đi học. 5 phút bắt đầu. Khoan, từ từ chưa đã vào đâu. Không biết có ai vô chưa nữa. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Jimmy đã tới sân bay Nagoya của Nhật. Anh đạo diễn bắt Jimmy phải livestream để nhận được ly cà phê. Và nếu như mà có 100 người xem trước thì Jimmy sẽ thắng em ly. Nên là các bạn đâu hết rồi, các bạn ơi ngủ dậy đi, thức dậy chưa? 100 người xem thì em sẽ được tặng một ly cà phê sáng mà em đi đang rất cần một ly cà phê buổi sáng. Bởi vì sao? Buồn ngủ quá. Ôi trời ơi mừng quá, thành công quá các bạn ơi. 489, 723, 956. Ây da, mừng quá các bạn ơi, cuối cùng cũng được một ly cà phê sáng. Em ly có 106 thôi. Giờ này các bạn đang ngủ, ở Việt Nam mới 7 giờ bắt con ta lên xem livestream. Đây, đây là em ly, bạn đồng hành cùng với Ruby trong chuyến đi lần này. Em ly thiết nghĩ là mọi người nên qua cho em ly. Dạ vâng, em cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người, nhờ các bạn mà Ruby đã có ly cà phê này. Chân thành cảm ơn. Và đây là anh Vũ Cối của các bạn đây.